1 triệu một đôi, loa tép chuẩn chống cháy 100%. Đây là cặp tép 2 chế độ nhé, gạt xuống là tép này, gạt lên là siêu tép này, rất là đẳng cấp. Phễu 12x12, chiều cao 16 phân, khung gỗ đời mới cực đẹp. Đây mình sẽ tập trung làm video và test cho anh em nhé. Có hai màu nhé, loại 1 triệu này thì có hai màu, màu đen và màu gỗ. Đây là tép chuẩn chống cháy 100%, dây dài 1 mét rồi. Về đấu đi loa, đi đâm đi, đi cục đẩy. Phễu là 12x12, chiều cao 16 phân. Đây là từ 9 nha, côn 3,5, củ 350, 500 xịn. Có hai màu, màu đen và màu gỗ. Chỉ test cho anh em nhé. Chuẩn chống cháy của xưởng bên mình, liên hệ với Lưu Bắc Cạn, số điện thoại 0973 533 269. 1 triệu một cặp. Loại này thì nó dùng với các loại loa phun, loa cây, loa đứng, loa nằm, bát 20 đến bát 50, các loại cơ bát từ bát 20 đến bát 50 đều được nhé. Cây phun, đứng, nằm các loại đều được. Âm ly cục đẩy từ các loại công suất từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò dùng ok. Đây, 1 triệu một cặp, bao ship. Anh em mình test hay như quảng cáo thì thanh toán, dây làm sẵn hết rồi. Về anh em đấu với đít loa, đi đâm đi, đi cục đẩy. Khung gỗ cực đẹp nha, chuẩn chống cháy 100%, hàng bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Anh em phải test hay đúng như quảng cáo thì thanh toán. Có hai màu, anh em sẽ chọn màu nào cũng được. Đây là tép chống lì cho âm thanh, tăng độ nét gấp 3 lần. Karaoke phá thoải mái. Nhưng anh em mua phải cái tép mà hay cháy hay xịt ấy, thì liên hệ kênh bên mình để mua tép chống cháy chuẩn 100% nha. Triệu một cặp, bao ship. Anh em mình test hay như quảng cáo để thanh toán. 1 triệu một đôi, bao ship. Hàng chuẩn xịn. Liên hệ với Lưu Bắc Cạn, số điện thoại 0973 533 269. Chào tạm biệt.